Chào các bạn, mời các bạn cùng ship.vn kiểm tra một kiện hàng đến từ thương hiệu Tissot. Kiện hàng này được một vị khách tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã đặt trực tiếp trên website của ship.vn và chờ khoảng 3 đến 5 tuần. Thì kiện hàng này được ship.vn mua vào ngày 1 tháng 10, thì kiện hàng được ship vào ngày 1 tháng 10 năm 2021. Hôm nay là ngày 2 tháng 11, tức là kiện hàng này nó mất khoảng hơn 1 tháng, tức là 1 tháng 2 ngày. Hôm nay là ngày 2 tháng 11. Kiện hàng này được gửi từ mua từ một seller rất là quen thuộc có tên là Yomashop ở địa chỉ ở Brooklyn, New York, được ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ của từ OR bằng cái dịch vụ là USPS, còn được gọi là bưu điện Mỹ. Đây là số check-in của USPS. Các bạn có thể copy cái check-in này dán vào trong trang USPS.com để kiểm tra cái hành trình nội địa Mỹ của kiện hàng này. Đó. Những cái thông tin này ship.vn có thông báo liên tục qua email, các bạn có thể copy trong email cho nó lẹ. Kiện hàng này chưa được cắt siêu luôn. Ở Mỹ một số trường hợp người ta sẽ cắt siêu kiểm tra, một số trường hợp là người ta chuyển tiếp luôn. Ở đây là kiện hàng được chuyển tiếp thẳng về Việt Nam, chưa được kiểm tra tại Mỹ. Thì về tới Việt Nam, ship.vn sẽ kiểm tra lại trước khi mà đóng gói lại bàn giao cho khách hàng. Đây là cái kiện hàng này chúng tôi cầm thì chúng tôi thấy nó nhẹ hơn những đợt trước, là có thể là đây là cái loại bốc mới của Tissot. Tissot họ mới ra cái bốc mới trong vòng 6 tháng trở lại đây thôi, nó có một cái loại bốc mới nhẹ hơn rất là nhiều. Cái bốc cũ thì nó nặng khoảng 1 ký, còn bốc mới nó nặng chỉ khoảng nửa ký thôi. Đó. Đây là cái bill mua từ nhà cung cấp có tên là Yomashop, lúc mua là nó có giá là 384.5 đô. Còn bên trong đây, bên trong nó có một cái lớp đệm để nó tránh bị va đập. Còn đây là cái loại bốc mới của Tissot đây, bốc này nó rất là nhẹ. Cái bốc cũ thì nó nặng khoảng 1 ký bằng nhựa, bốc này thì nó làm chất liệu chủ yếu là bằng giấy. Đó. Bên ngoài nó là cái bốc giấy bên ngoài, một lớp giấy. Bên trong là một cái chiếc bốc vẫn là có cái tông màu đỏ chủ đạo. Bên hông của nó là nó có một cái tem. Cái tem này là của bên nhà seller họ dán lên, seller có tên là Yomashop, để ý hàng hóa thôi. Của hãng Tissot. Cái series này mã đầu là T0. Chúng ta sẽ gỡ cái bốc này lên. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Có thể trong quá trình vận chuyển thì chiếc đồng hồ này nó quay cái mặt xuống rồi, do cái đồng hồ này nó rất là nặng. Bên dưới nó có một cái quyển sổ, ta sẽ bỏ này qua một bên. Bên ngoài nó có bao một cái lớp siêu, thì chúng ta sẽ tạm tháo cái lớp siêu này ra. Lớp siêu này nó không có chất keo nên chúng tôi tháo ra được. Còn siêu trên dây thì nó có chất keo, tháo ra thì nó sẽ dán lại, nó không dính. Chiếc đồng hồ này về đầu tiên là về cái đường kính, nó có đường kính là 41mm. Thông thường là nó sẽ phù hợp với những bạn nào có cái cổ tay là khoảng 17cm. Theo kinh nghiệm của ship.vn, độ dày nó là 11mm. Độ dày nó dày hơn đôi giày trung bình chỉ 1mm thôi. Độ dày nó cũng vừa phải chứ không quá dày. Về dòng đồng hồ này thì nó có những cái nét cắt ở bên hông khung vỏ đây, tạo ra những cái nét cắt ngay chỗ này. Tuy nhiên mẫu đồng hồ này nó có tính năng Chronograph nên nó có hai cái núm Chronograph lồi lên. Đây là mặt số của nó là màu silver, còn nó có cái màu tông màu gần giống với màu trắng. Độ khả năng chống nước nó là 13. 13 thì theo tiêu chuẩn ISO 2281 của ngành đồng hồ, chúng ta có thể sử dụng cho những hoạt động thể thao dưới nước, ví dụ như là chèo thuyền hoặc là đi lướt sóng giải trí. Cái độ rộng dây thì theo thông số của trên nhà cung cấp họ ghi là 23mm. Đây. Đây là một chiếc đồng hồ Chronograph. Cái núm phía trên là cái nút mà là Star, còn nút dưới là nút Reset. Đó. Chào các bạn, đây là hướng dẫn sử dụng của một chiếc đồng hồ Chronograph. Cái nút phía trên này là của nó là nút Star, còn nút phía dưới là nút Reset. Đó. Khi mà chúng ta bấm nút Star này thì cái kim Chronograph nó bắt đầu chuyển động để đếm sự kiện. Đó, khi mà chúng ta muốn dừng sự kiện thì chúng ta bấm một lần nữa là cái kim Chronograph nó sẽ dừng lại, kim 1 phần 10 giây cũng dừng lại luôn. Đó, để chúng ta tiếp tục thì chúng ta bấm tiếp một lần nữa. Đó.
sử dụng của một chiếc đồng hồ Turab. Còn cái kim dây của chúng ta nó là ở góc, nó là một cái cửa sổ nhỏ ở góc 6 giờ. Chiếc đồng hồ chúng ta lại có 3 kim, kim giờ, kim phút và kim dây. Vòng ngoài nó là cái thang đo tachymeter này nè, tức là tốc độ. Đối với những tay đua mà người ta muốn đo tốc độ trên khoảng cách 1000 mét, thì khi mà quan 1000 mét, trăm 120 km/h. Đó là dành cho những tay đua, ở những giải đua xe lớn người ta sẽ sử dụng những cái tính năng này. Còn bình thường thì chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng không có sử dụng tới mức đó. Còn về cái bên hông đây, mặt ngoài của cái nấm chỉnh nó có khắc chữ T. Cái nấm chỉnh này nó có những cái răng rất là to. Bên hông đây thì được đánh bóng và đánh phoi xước. Dây đeo thì nó rất là cái, nó bao gồm những mắt rất là to và tròn. Bên hông của cái mắt dây được đánh phai xước nè, phía trên này cũng được đánh phai xước, có hai cái mắt nhỏ ở đây được đánh bóng. Ở đây là cái khóa nè, cái khóa này nó có hỗ trợ nút bấm đó, giúp cho chúng ta bật lên rất là nhẹ nhàng. Cái khóa này nó có tên tiếng Anh là butterfly, tức là ở Việt Nam hay gọi là khóa bướm á, tại vì nó giống con bướm, nó có hai cánh là nó quạt ra nên người ta gọi là khóa bướm. Còn đây là phần mặt sau, mặt sau có chiếc đồng kính là bằng chất liệu kính sapphire. Kính sapphire nó có ưu điểm là nó rất là cứng, khó bị chảy xước. Thứ hai, nó rất là trong suốt, giúp cho chúng ta nhìn cái mặt số rất là rõ nét. Đó là hai cái ưu điểm nổi bật của kính sapphire. Còn water resist, khả năng chống nước là 13 là khoảng 100 mét. Còn vỏ là làm bằng stainless steel. Còn ở đây là cái serial number, nó có 9 ký tự. Cái serial number này trên hệ có thông tin nè, 9 ký tự nè. Các bạn có thể kiểm tra cái serial number này trên website của hãng sản xuất, là website của Tissot.com. Các bạn đăng ký tài khoản cho các bạn kiểm tra cái serial number này. Đó, các bạn vào một MyWatch, sau đó các bạn điền cái 9 ký tự này vào. Đó. À, trên thẻ tách này nó còn những cái thông số kỹ thuật nè, stainless steel. Những thông số này ở mặt sau cũng có hết, 13 máy pin. S là viết tắt của từ sapphire. Đó. Quay lại để chia sẻ với các bạn nào quan tâm tới cái mẫu đồng hồ này, hoặc là các bạn quan tâm tới thương hiệu Tissot, các bạn sẽ có được những cái video quay rất là chi tiết và cận cảnh. Trên dây nó vẫn còn nguyên siêu. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.